cái công tắc gạt điện này các bác, chuyển điện này. Em xin chào các bác nha. Em mới về được một con BYCS 400X ở phân khúc các bác mình chơi những cặp loa nhỏ, hoặc là chơi một cặp full 30, hoặc là chơi những cặp boss này các bác, cặp BMB bass 30 25, như là đối với hai cặp BMB bass 25, hoặc là hai cặp boss 301, hai cặp 4.2, hoặc là một cặp 701 kèm theo một cặp boss 301 nha. Đẩy thì nó rất là khỏe rồi các bác, nó khỏe hơn âm ly nha các bác. Nên ở phân khúc mà các bác mua con đẩy 6 đến 10 triệu thì nó phải mạnh hơn những con âm ly bình thường rồi. Những âm ly mà mười mấy triệu nó nghe nhạc mà nó sẽ công suất nó sẽ không bằng những con này đâu. Tại vì đây là chuyên của đẩy, chuyên để mà đẩy các bác, nên là nó trang bị công suất lớn. 700W nha, con này 700W, chạy 16 sò, sách Motorola Mỹ nha các bác. Và đây là những con B-Way của hàng Mỹ Nội, Made in USA. Hai volume phía trước, model là CS400X B-Way, một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Mỹ rồi. Con này về xuất sắc nha các bác. Đây, tất cả nguyên mọc, chạy sò Motorola nha, Motorola. Đây, 16 con nha, 16 con nguyên zin Motorola cộng, có nghĩa là sò Plus phiên bản cải tiến. 16 con Motorola nha các bác. Đây tăng phô, đây tem cờ của nguyên. Đây tem cờ này các bác. Đây là phần nguồn, phần bo mạch âm sắc này. Đây. Máy thì nguyên zin, hoạt động hoàn hảo nha, chạy 16 sò, con sò sắc Motorola. Bảy trăm watt nhau, 700W sử dụng điện châu Âu nha. Em đã chuyển gạt lên điện 220 rồi này, điện 220 230. Đường tín hiệu vào là có 6 ly 3 lăng, trạm loa thì có trạm loa bắp chuối mỏ chim và trạm loa 6 ly để các bác sử dụng. Cho những dòng BY thì các bác có thể chơi được xuống 2 ohm, nghĩa là chơi đến 3 cặp loa là vô tư. Đây là tổng quan cấu hình của nó. Phần này là phần mạch âm sắc cho vế trái, mạch âm sắc cho vế phải, là phần sò công suất mỗi vế là 8 con Motorola tăng phô, phần nguồn đấy. Và phía trước này các bác sẽ có hai quai, hai volume. Đấy, logo BY 400X. Con này giá là 6.800.000 nha bác, 6.800.000. Bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha. 6.800.000, công suất là 700W. Với công suất 700W này các bác chơi gia đình là Vivo với những cặp loa gia đình rồi đó, Boss BMB rồi các bác, full 30, full 25 là vô tư. 6.800.000 nha bác. Các bác là cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên là em ship hàng tận nơi. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 6.600.000 bao ship tận nơi và được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 250.000. Bác nào không lấy dây thì trừ tiền ra 200 nha. Đấy, đây là tổng quan của em nó, mé thì bao zin hết nha. Mới về trong chiều ngày hôm nay, em lên sóng tối nay để các bác mình xem. Bác nào lấy thì alo cho em. Một con đẩy Mỹ của BY. Hàng Nòi, xuất cho châu Âu, sử dụng điện 220 230. Công suất là 700W. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu con 400X này thì liên hệ cho qua hai số điện thoại trên. Vâng, em chào các bác nha. Đây là đối tác của các bác chơi những nhiều loa này, 2-3 cặp boss trở lên. Bởi vì con BY CS800X này nó chơi xuống lên tới 2 ohm và công suất của nó là 600W trên một kênh. Nếu các bác chơi chế độ gộp là 1200W trên một kênh, chạy là 20 sò sách Motorola Mỹ cho các bác. Đây là những con hàng Nòi của Mỹ, chạy 4 cầu điện. BY CS800X, nếu các bác nào đã có những cặp full BY rồi thì mình bê con này về và chơi là hết bài luôn. Và em về được hai con rất là đẹp và xuất sắc, máy nguyên zin và hoạt động hoàn hảo nha. Hiện tại em đã gạt xuống điện 220 cho các bác sử dụng rồi. Về được hai con đẹp xuất sắc, giá em giao các bác rất là tốt là 9.500.000 bao gồm phí ship. Đặc trưng của dòng BY chạy sò Motorola thì tiếng nghe nhạc mềm, tiếng ấm tiếng và đặc tiếng bass sâu và mềm. Hai volume phía trước, hai con đều đẹp xuất sắc nha, đều đồng giá là 9.500.000. Đó là hàng Mỹ Nòi nha các bác, chạy sò Motorola Mỹ nha. 600W trên kênh, nếu đánh chế độ gộp là 1200. Con này chơi một cặp full 40 gia đình là vô tư nha các bác. Hoặc là chơi full 30 căng đét luôn. Boss BMB thì bánh vô tư luôn các bác. Đấy, nguồn nó nguồn vàng. Chạy sò Motorola nha, sò Motorola.
Hầu như tất cả những dòng BYD Mỹ Nội đều chạy sò Motorola nha các bác. Hai máy đẹp và xuất sắc luôn nha. Cái tem cờ là còn nguyên này. Cấu hình của BYD 800X. Phía sau nó có cái công tắc gạt điện này các bác, chuyển điện này. Martin Wood à. Công suất tổng 1300W nha. Đường la loa, đường 6 ly và đường mỏ chim bắp chuối nha. Có kìm theo một bộ dây ba lăng để các bác kết nối vào van nha. Đó là bên em tặng kìm nha các bác. Đấy, phía sau của nó. Đây tổng quan. Máy đẹp xuất sắc nha. Có được hai con BYD CS800X nha các bác. Giá 9,5 triệu nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, còn 9,3 triệu. Máy đẹp len keng luôn nha. Đây là những con hàng bãi nha các bác, chứ nó không có hàng mới đâu nha. Những con hàng mới bây giờ không có cửa đâu. BYD CS800X. Hai volume phía trước. Hai bác nào muốn sở hữu nó thì liên hệ cho em, có được hai con cho hai bác nha. 9,5 triệu, cọc tiền các bác cọc khoảng 1 triệu trở lên là em ship hàng tận nơi. Tất cả chạy hoàn hảo hết. Hiện tại hai con này em đã gạt chuyển điện 220 cho các bác rồi nha.